lại lại tiếc cho anh em không nghe được cái đoạn phân tích từ đầu vậy. Nó lại từ đầu cho mọi người không xem được ấy lại nhá. Cái tin FTX này nó ra ấy, thì là cái tin mà phá sản ấy, nó đăng ký ấy, bảo hộ ấy, thì bọn này nó đã đoán trước được rồi. Thị trường nó mới sập mạnh. Vậy là chúng ta đã có một người ra đi, một một cái sàn rất là to ra đi, một một sàn top 3 chính thức là phá sản nhá. Đây chính là cái tin để cho cái hợp thức hóa đường giá để nó điều chỉnh. Và một khi điều chỉnh xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ lại bay lại. Đây. Bay lại rất mạnh luôn. Hưng ơi, mày bay lại mạnh thật đấy. Bọn này thì mày dọa dồ vãi cả đái. Thằng ấy cái bớt em vào lại giá 0.4 á. Vâng anh, em vào lại giá 0.4. Anh không thấy em làm cho mấy cọc em. Mười sáu nghìn bốn trăm xong rồi lên tiếp tăng đấy, để xem lúc rực lúc chân này nó mạnh không. Chuẩn bị là đóng đến H1 rồi, rút mà mạnh tí. Sau rồi nó sẽ làm một cây pin ba đảo chiều từ giữ từ giờ đến 11 giờ pin ba đảo chiều lên thẳng luôn, lên thẳng cái vùng 19.8 20.000 đô, rút chân mà. Đây này, ví dụ như con pơm nhé, này anh em phải biết là cái con pơm ấy, cái cặp an trên BDC ấy được bơm khá là mạnh nhỉ. Nó chạm về nó chạm luôn cả cái bôn giữa này anh em ạ. Tức là ấy, anh em phải xem ấy, nó đã chạm cái bôn giữa rồi thì anh em phải chốt thôi đúng không. Bây giờ nó đã về lại cái bôn này rồi thì chúng ta có thể gom. Tại sao không gom nhỉ? Cứ về bôn là gom xong rồi cứ lên bôn giữa là xả, phá được cái tính. Bây giờ là vòng đi gom vòng thứ hai, bây giờ lên tiếp này. Ui rồi ôi lên mạnh rồi, ui rồi ôi đấy, đúng không? Đấy, cuộc chơi nó rất là dễ, rũ hàng xong rồi đúng không thì chúng ta sẽ nó sẽ phải bơm lại chứ, dọa dồ xong rồi còn gì đúng không. Bây giờ ai chả sợ xò đáy ra đúng không. Bây giờ đã bắt lại chưa, chưa bắt lại đúng không, chưa bắt kịp đúng không, nó bay rồi đúng không. Anh em đã bị mất một cái cơ hội để vào hàng rồi đấy. Vừa nãy là cơ hội vào hàng rất là tốt đấy. À đúng không nào, ôi dồi ôi, phá đỉnh luôn này, phá luôn này, ôi dồi ôi, phá đi. Tuyệt vời, cay ơi, tuyệt vời. Mày thấy anh bắt lại, mày bắt lại đúng không? D ghi giảm tiếp. Hồi lên à? Doom giảm này mọi người ơi, Doom giảm 20% liền ạ. Doom giảm không phải 2% liền. Đấy. Rút dâu rồi mọi người ơi, Doom mà rút dâu rồi. Rút dâu rồi nè. Wow. Sập thẳng đi em ơi. Cắt này, nó cắt rồi này, Ray cắt rồi này. Sập thẳng đi nào. Sập mạnh cho anh nào. Đây cái sập. Nó hồi lên cái vùng như mình đoán ở đây. Đây. Mọi người ạ. Mọi người thấy mình nói vừa nãy nó chuẩn không? Anh em thấy vừa nãy mình nói chuẩn không? Là DXY của nó sẽ test, nó sẽ test lại, tức là nó rút ra nó để test lại cái vùng này. Test lại cái vùng 8.6 này, xong rồi nó sập này. Đúng không nào? Vừa nói xong đúng không? Vừa nói xong bây giờ nó lại khớp luôn.
Thế đéo là vừa nói xong lại khớp luôn. Đây, nó chạm rồi, nó lại rút chân lên này. Chúng ta vẫn, tức là nó vẫn đang ở cái vùng đi ngang. Nó đang đi ngang rồi. Chốt số 2 đang đi ngang hết này, đang đi ngang hết này. Bây giờ rút chân phải, nó rút chân một cái đi lên một cái, H4 đi lên một cái, có thể test là vùng 550. Thì Ancon nó sẽ bay 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 khá là mạnh nhé. Những con nào đợt trước chưa được bơm thì những con đấy nó sẽ được bơm bây giờ. Còn lần tới này. Và mình đang kỳ vọng cái Doom này nó sập rất là mạnh nha. Sập bụp một phát dưới mẹ cái này đi. Nếu mà nó dưới mẹ cái này, nếu mà nó dưới cái này ấy, thì anh em ơi. Mạnh lắm. Nó sập mạnh lắm nhá. Đây này, con này nó đang cật cật sập xuống này. Đấy. Như vậy là chúng ta đã biết được cái tình hình của thị trường rồi đúng không? Đang đi ngang sideways và đợi một cú pump. Mình thì thích cái bit nó sẽ đi, nó sẽ đi, đi ngang hơn, đi ngang và đi lên đáy đáy sau cao hơn đáy trước. Mình thích thế hơn. Bây giờ chúng ta phải theo dõi nhá, xem nó đi như nào nhá. Xem nó đóng nến hát một đến đóng nến lúc 4, đóng nến lúc 11 giờ xem như nào nhá. Chưa biết được đâu. Mình đang kỳ vọng nó sẽ bắt đầu đóng nến xanh hơn. Rút lên cao hơn một tí nữa. Đóng nến trên 17.000 thì càng tốt. Ok, như vậy là đã xong phần phân tích rồi nhé. Mình đã quay lại rồi, nãy là chưa quay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm cái của bọn Coinbase nhé. Chúng ta vào cái CryptoRank ấy, chúng ta gõ cái Coinbase vào. Để chúng ta tìm những cái dự án mà có bay đầu tư. Cái sát ca này là anh em để check on chain nhá, check on chain nhá. Còn cái Messiro này là chúng ta những tin kín của nó nhá. Thực sự là bọn nó là kiểm soát hết thông tin mà. Ok. Chúng ta có thể check cái coin graph để chúng ta để xem cái phân rate nhá, nhiều thông tin nhá, on chain nhá. Anh em lưu lại hết nhá. Lưu lại hết nhá. Ba phụ phát lưu lại cho mình những cái trang này nhá. Sau này mình tập hợp lại thành một trang đầy đủ đấy. Để gom lại hết tất cả những cái trang để cho anh em có thể là vào đấy chúng ta có thể check check được. Những tùy những cái web chúng ta có thể check được những cái thông tin. Bắt đầu check cái con LMR đi, Rumerin nhé. Con này thì như thế nào? Con này cap có 300.000 đô. Outliver. Cái bọn này chuyên xả này, Outliver bọn chuyên xả này. Outlier chứ. Outlier. Tier 3, mẹ bọn này chuyên xả. Bọn chó. Wow. Âm 97%. Get KuCoin Huobi. Cap 300.000 mọi người ạ, cap 300.000 đô. Âm 98,1%. Con này nó rũ kinh đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem mà dự án của nó có làm cần được update lên không nhé. 12.000 người. 19 tháng 8. Bọn này có tweet lại lúc 11 giờ, 18 giờ. Ok, vẫn có nói, vẫn có update liên tục, update được. Lumerin blockchain third party, đây là cái validator node. Bây giờ chúng ta sẽ xem bọn này nó là đến đâu rồi. Con này ngày xưa mình có đu con này là 0,1
Và con này là đã chia 3-4 lần. 0,1 này. Wow. Mẹ nó phải chia anh em ơi, nó phải 0,1 bây giờ con này bao nhiêu? Chia 10 lần rồi à? Hay là chia 100 lần đấy. 0,1. Chia 10 lần rồi, mình chia 12 lần rồi. Anh em ạ, à, mình chia 12 lần con LMR rồi, mình sẽ trung bình giá tiếp để xem nó vẫn làm tiếp, mình sẽ trung bình giá tiếp. Mình bắt con này giá 0,1 cơ. Con này là Web3 này, Data Service này, Marketplace này. Con này mình nhớ là nó làm về mảng Validator Stake Node, nó là bên đơn vị thứ ba. Nó cung cấp cho anh em cái hash rate sao hash rate đấy 2021 hash power distribution. Demo market powerful web 3 data routing. Huawei Strategic Partner. Cái pháp này là mọi người book ở Capable này, không cần quan tâm. 0,1 đúng rồi, con này cap bây giờ 300 triệu mà là unlock 5%, nó dưới cái giá Ray rất là nhiều rồi, nên là mình nghĩ là mình sẽ đi CA thêm. Con này mình nốt lại nhé, để mình sẽ nghiên cứu rồi mình sẽ thông báo cho anh em nhé. Con này mình nốt lại đi. Con này bán ở bên nào đây? Con này là bán ở Gate này, KuCoin này, Kubi này. Đấy. Thì khả năng là mình sẽ mình chắc mình sẽ gom ở Gate đi. Con này là mình sẽ đưa vào một cái mục gọi là Watchlist Blockchain Service Watchlist. Mình sẽ đưa vào cái mục để mình tra nghiên cứu và mình sẽ bóc lớp dần cho anh em nhá. Mình sẽ bóc lớp dần cho anh em. Con này để mình sẽ đọc qua là cái white paper đã nhá. Con này là cũng làm đơn giản thôi. Lumerin LMR. Hồi đấy anh em mình vào là 0,1 chia mẹ 10 rồi. Bây giờ lúc trung bình giá đẹp, vào cách đây tầm khoảng 3-4 tháng hay sao á. Bây giờ vào thêm là chung là đẹp rồi. Con này là con NFT Metaverse Collectbit Governance DAO. AI Agent Owner Chat. Để xem mày có ra cái gì không đây. Amodica Brand Oliver. Ok. Con này nó chưa có đủ thông tin. Chưa có đủ thông tin. Nên là con này mình sẽ cho vào cái watchlist nhé. Con này mới ra từ tháng 4 hay sao. Con này mình sẽ cho vào watchlist. Và
một năm sau là mình sẽ nhìn lại xem như thế nào. Đầu tư anh em phải hiểu nhá, đầu tư thì nó không nhanh được đâu anh em ạ, đầu tư nó tính theo tuần theo năm. Bây giờ mình nói thử mọi người đầu tư, mọi người đầu tư về 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 bất động sản ấy, bét ra phải tầm 5 10 năm, 3 4 5 5 10 năm, ai lướt sóng thì cũng phải 1 2 năm. Đúng không? Đấy là về đất. Về vàng, vàng thì mọi người mà là đầu tư mà ôm phải tầm 4 5 năm. Xong rồi kể cả mọi người về đầu tư về kinh doanh hay là mọi người đầu tư về những cái dự án gì đó cũng phải tầm vài năm. Thế nên ấy, một cái dự án ở coin này ấy, nó rất là nhanh rồi. Chỉ mất tầm khoảng 1 2 năm là đầu tư thôi là cũng là rất là nhanh rồi. Đấy. Thế nên là giới trẻ rất là thích chơi những cái con nhanh như thế. Vợ ơi, tí mài cho con ít lên là anh cho nó ăn cho. À, con này là mình sẽ cho vào cái watch list của mình nhá. Bọn này nó vẫn làm đấy. PLP ngược sóng nha. Yes. 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 Đúng rồi không ạ? Kèo anh em toàn kèo ngược sóng. Mẹ chả thế, tí nữa bảo sao ngược sóng đúng không? Tại vì mẹ cá mập nó gom cái này bay con mẹ nó hết rồi, còn mỗi ba thằng to, ba thằng ví to nó ôm thôi. Tính tôi tính tính thêm tôi nữa là bốn. Một cái dự án mẹ nó ngon thế này mà nó vẫn update liên tục, cái này vẫn làm như này, mẹ nó lại không bơm thì hơi phí đúng không? Nhở, không nhở? Mẹ chắc anh em mình chắc như thế rồi, mẹ cả on chan cái mẹ mà đéo lên thì hơi phí đây, nó lên lại này. Nó sẽ chuẩn bị vào ANGL thôi, anh em nào bắt được zip ANGL. Ok. Rumerin xong cho bó lít, con này cho bó lít tiếp này, theo dõi này. Hai con cho bó lít rồi. Có khi phải làm cái tích xanh của đây. Chà, thế chuẩn bị đớp vòng 2 đi cưng. À, con này Parallel này, Parallel con này là mình chưa có thông tin này. Từ tháng 9 à, 9 tháng 12, sớm. Con này có cả Alameda, có cả Pantera, có cả Coinbase, Sequidona. Con này nhiều quỹ khủng đấy, nhưng mà con này của nó mới lít thôi. Mà hàng là mới lít thì mình chắc phải đợi tầm khoảng 1 năm nữa, mình sẽ quay lại sau. Mình lọc chọn những con này. Đây là con này cấp 31, con này à đây. Con Marlin. Con này là cắt 31 triệu. Hưng ơi, xem cho tao, mày vẽ cho tao cái con Marlin ở bên Binance nhá. Cái con Pon ấy, POND ấy. Check trên Sakan này. À, biết tí tí. Đến xem hồ bao nhiêu vì gấm mập gom tí check luôn, tí check luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ check cho anh em cái ví Sakan là nó dùng như thế nào, cái Sakan nó dùng như thế nào nhá. Con này nó trả 77,75% rồi. Con này cũng ngon ngang với cả con Perp này. Hai con đều ngang, đều ngon như nhau này. Ôi trời ơi. Không, nhưng mà pop ngon hơn đấy. Con này chưa hồi mấy sao ấy. Con này chưa hồi mấy đâu. Chúng ta sẽ xem con này trên sắc tan đi. Market overview con đâu. Chúng ta tìm tìm con pon nhé, đây đúng không, ra con Marlin pon này, bấm vô này. Ok, sign in, chúng ta phải đăng ký nhá. Đúng rồi, ô má cái đu 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 rồi. Nó này cho mình thông tin của con Marlin này. Hả? Con này là cho mình thông tin của con Marlin này. Con này nó trả được 77% rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái recent list trader. Ok. Vào ngày 11 tháng 11, 6 giờ chiều, ví sát 4640 đã ôm tầm khoảng 700.000 pound, rơi vào tầm khoảng 7.200 đô. Và chúng ta sẽ bấm vào cái similar sát để chúng ta xem những cái ví nào nó là ví cá mập.
đúng không? Thì bây giờ chúng ta nhìn ở dưới này, ở bên ở trên Ethereum nó có tổng là 32 con sát nó từng từng giữ con này, nhưng mà bây giờ ấy những con ví nào nó khỏe nó to ấy, thì bây giờ chúng ta chỉ còn 1 2 3 4 5 6. Chúng ta còn 6 cái ví nó giữ nhiều pon. Mọi người ạ. Đúng không? 6 cái ví giữ nhiều rất là nhiều pon. Sakan.io gửi trong link, nhưng mà anh em gửi lại cho cụ Xuân rồi. Thì đây là những cái thông tin về on-chain nhé, đây là những cái thông tin về on-chain. Thì cái ví này nó giữ là 63 triệu pon, 63 triệu một 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 cái ví cá mập. Đấy. Ngày xưa cũng có nhiều ví cá mập, bọn này là nó rút hết rồi. Nó rút, có thể nó rút về sàn hay là không biết được. Nhá. Money flow bên này mình phải đăng ký thôi. Chỉ biết là hôm nay có thằng nó gom pawn ở trên sàn. Bây giờ chúng ta sẽ check pawn ở trên Binance nhé. Pawn đúng không? 13% BTC. Con pawn này cũng khá là deep ạ. Deep. Xem all time high của con pawn này bao nhiêu. All time high của nó là 1 tỷ. 1 tỷ bây giờ nó chia 30 lần rồi, hơn 30 lần rồi. Pawn chia hơn 30 lần rồi mọi người ơi. Nhưng mà con pawn này nó vẫn chưa 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 có đáy mới. Con pawn này nó vẫn chưa chưa có đáy mới. Và dự án này nó ra là từ năm 2022 à. 2021, mùng 1 tháng 3 2021. Vậy thì là có thể là sẽ gom được. Chúng ta theo dõi và gom dần thôi. Đây là một con có thể gom được nhá. Cáp nó rất là bé rồi, nó có thể gom được, nó chạm 7% ở đây cũng là một con gom được. Và chúng ta xem cặp BTC. Ok. Cái con pawn này là mình là sẽ gom cho vào wallet, mình sẽ gom. Đây sẽ là một con mình gom. Có thể mình sẽ gom luôn. Tính ra con pawn này là đầu năm nó bơm ác hết đấy. Ok. 3 triệu đô. Bây giờ con pawn này mình cho vào wallet nha, mình sẽ phân tích sau nha. Con này nó làm về cái mảng DeFi. Open Protocol that provide high performance programmable network infrastructure for DeFi and Web3. Con này là cung cấp cái network nhanh mạnh cao cho cái bọn DeFi và cái bọn Web3. Thì chúng ta có cả quỹ Pantera, có cả quỹ Coinbase, có cả Binance Lab. Úi giời ơi, ba quỹ to. Không đầu tư con này thì đầu tư con nào? Con nhá. Con này tuy cũng không phải là một con quá là hidden gem như con mát, nhưng mà ok, con này mình vẫn sẽ gom được. Bây giờ chúng ta sẽ check thử xem nó hoạt động như nào. Mình sẽ cho vào, mình sẽ check sau. Ok, con này vẫn làm tiếp nhá. Sao đi, mình thích sao. Đây sẽ check dần con này. Pawn đây. Pawn Arbitrum. Ok. Đây sẽ là một cái dự án mình sẽ nghiên cứu tiếp mọi người nhé.
con này. Cam 20 triệu 1 tỷ 3. Có cả Coinbase, Sparta, Market ở đâu? Get SushiSwap, Gemini, Huobi, Poloniex. Ok. Con này là về DeFi. Là về Liquid à? 78 triệu 17%. Con này nó unlock nó hơi, nó vẫn hơi ít mọi người ạ. Con này unlock nó hơi ít này. Thế nên là con này mình sẽ follow nhá. Mình sẽ follow thôi, mình sẽ không phân tích nhiều. Khi nào mà nó đạt đến cái vùng mình kỳ vọng thì mình sẽ phân tích để cho đỡ tốn thời gian nhá. Con này mình sẽ follow thôi. Ok, con này 16% đúng không? Con này mình cũng mình sẽ follow thôi. Con này 10/5. AZ16, FOTA, con này là Blockchain Service Real Time Internet Network. Ok, con này mình sẽ follow thôi nhá. Mới, con này mới mà. 22, 256 thôi nghỉ. Con nào gần quá nghỉ nhá. UMI đúng không? UMI 0.008, 18 triệu, 800 triệu UMI. Trả 20%. Con này là từ 16 tháng 2. Thôi, con này trước ngon đấy, hàng Coinlist mà. Thôi, tao cho mày vào Watchlist thôi. Sập tí nữa đi con. Game Phi đúng không? Game Phi con này không hợp trend lắm nhỉ. Alameda, ồ Alameda dễ, dễ bị xả lắm này. Con này thì mùng 8 tháng 12 à, còn mới mới này, trả ít này, 17, cắt 17 triệu à. Thôi, cho mày xả tiếp đi. Như vậy là hôm nay mình thấy có mỗi cái con pon ấy, là cái con đấy là mình sắp gom được. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là phân tích cái con pon trước nhé. Mình sẽ tìm cái con pon trước để cho anh em. Ok, hôm nay bây giờ là Hưng dạy phân tích kỹ thuật nhá. Đấy, hộ người ấy đang bằng gió. Đang bằng gió à? Ok. Sàn top 2 phá sản là một sự kiện lớn, sẽ có nhiều bên và đối thủ chứ. Anh em nghe Ryan Nguyễn nói này, thì anh em cũng biết là đây sàn top 2 phá sản, đọc cái thì biết. Anh em ơi, pơ là bơm lại rồi anh em ơi. Lần này mà bơm lại thì căng này. Pơ bơm lại rồi đấy. Căng không? Bơm căng không? Tuyệt vời không? Ông nào xả chưa kịp mua lại đúng không? Mất hàng rồi nhá. Mất hàng rồi. Vào ANKR thôi. Pơ, con pơ này sẽ vẫy chào anh em là chúng ta không có duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Mất hàng. Tại vì anh em không có kinh nghiệm. Bắt xong thích bắt lại. Ăn vòng 2. Yes. Yes. 12%. Vòng 2 rồi. Anh em thấy thực chiến thích không? Quá thích luôn. Thắng ơi, cái bơ này thì em kỳ vọng nó có đến cái mức kháng cự trước là 53. 551 anh ạ. 551. Nó cũ là nó sẽ dần dần nâng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và nó sẽ đi ngang lên dần để nó tức là nó phải mất quá trình này, nó phải mất tầm khoảng 1 tháng.
một tháng hoặc là tận một tháng đấy, ít ra một tháng hoặc là 2 tháng ấy, hoặc là 3 tháng. Nhưng cái target gần nhất của em thì sẽ là cái đỉnh là 482 hay đỉnh 551? Em phải xem ngày mai đồng nến D3 thế nào đó. D3 đồng nến đó. Em đang kỳ vọng nó lên cái vùng 551 ở nến D3 đây. D3 nó lên được 551. Thậm chí nó có thể phá được cái vùng này 6, 5, 652 còn đi thẳng lên. Tức là đây là cái điểm đảo chiều. Đáy mới rồi. Đáy mới của toàn bộ này rồi, đáy mới rồi anh ạ. Mà thường thường ấy, nó từ đáy mới ấy. Đáy tức là bình thường là một con coin nó có đáy mới anh ạ. Bình thường một con coin nó có đáy mới thì ít ra nó phải tầm khoảng x3. Nhìn thế này, nhìn bên này này. Nhìn kỹ này. Cho con này đáy của nó bây giờ lần này là 502 đúng không? 502 đúng không? Và con này nó lên được tầm bao nhiêu? Một chấm ba sáu chín đó là lên được 2,5%. ANKR cáp hơi to anh trai nhá, chơi thôi. Dài hạn cáp bé là chân ái. Anh em xem con mát chưa? Con mát em sờ xem nóng không, anh em xem con mát chưa? Vừa bảo là mô hình có tăng đúng không, tăng mẹ luôn này. Lần tăng này thì nó sẽ cao hơn lần tăng này. Mát ngon rồi. Mày thấy mấy kèo mà anh cho phân tích mẹ kèo nào cũng có phải kèo nào cũng đều đúng không? Tại vì là bọn anh lượn 2 ngày 200 u tuyệt vời em. Thảm thảm nào mẹ, anh em thế thế nào hôm nay mấy anh em trước học dự thính ấy, xong rồi hôm nay mấy anh em PM bảo là anh Thắng ơi em cho em đóng tiền học. Đã hỏi tại tại sao chúng mày bây giờ lại đóng tiền học mà đúng cái lúc đao chen thế này mà chúng mày đóng tiền học. À, chúng bảo là em nghe bọn nó bảo là em nghe theo anh là chốt chốt trước ngày tin CPI xong rồi là đợi canh lúc đấy để đi chợ thì bọn em bắt được đáy, bọn em ăn 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 tiền ngon quá. Thấy lần này bọn anh bảo mẹ quá chuẩn luôn, mẹ bọn nó thì gọi là đao chen thì các nhóm khác im im như thít nhưng mà bọn mình vẫn gọi là nhộng, vẫn gọi là vẫn có tiền chơi đúng không, không vẫn sôi động. Đấy là cái lợi mà là chúng ta mà làm có kinh nghiệm thì chúng ta lại tránh được những cái đòn như thế mọi người ạ. Thành 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 chắc là đi vôi tầm khoảng 100 200 đô thôi anh, nó không đi nhiều đâu. Hưng ơi, đánh đó xong chưa? Ừ. Nặng không?
Tôi đã ốm mà. đang ốm lại. Ừ, Em thì con em đè con chị. thấy phiền nhau ốm à? Không, con lớn của nhà Biết em thì nó bị dính này, sốt xuất rồi. huyết, Ôi giời. viêm phế quản, xong rồi lại viêm tay giữa, ba bệnh nó đập đập vào nhau. Ôi giời. Anh Thế thấy thì kinh, lại sao anh thấy căng quậy? không? May mà con này nhà em nó khỏe đấy, nhưng mà vẫn ra là đang vẫn chắc là đang phải sẽ phải phải cho đi viện để kiểm tra xem nhà nếu mình điểm sao. Bây giờ Anh cũng chả biết, mình mẹ ốm là may em ạ, sợ nhất là lâu lâu mãi chục năm rồi chẳng thấy ốm. đấy, ngày xưa lúc anh lấy vợ anh ấy thì vợ anh bảo là em tầm khoảng 4-5 năm nay rồi chưa bị bệnh đúng không anh nhỉ? Đúng không? Lúc ngày xưa anh lấy vợ anh nhé, vợ anh xong rồi lúc đấy định phải đi, tức là chuẩn bị lấy nhau là nên đi khám để kiểm tra sức khỏe ấy. Thì vợ anh bảo là em thì 4-5 năm nay chưa thấy bị ốm bao giờ, em lo lắm. Nhỡ đâu bị bệnh thì làm sao, hiểm nghèo thì làm sao? Ờ, đi khám Nhiều lúc tiền trả càng ra nó bệnh càng mẹ khỏe thì nó càng dễ ốm. rồi. À, mấy hôm vừa rồi học về hỗ trợ kháng cự với cả lý thuyết đao, anh em đã hiểu về hỗ trợ kháng cự nhé. Em cho mọi người ở ví dụ này đã hiểu cái cách mà đám đông nó làm với đường dài nhé. Anh em vẫn chưa ai hiểu. Ta nghĩ là nên dạy về lại hỗ trợ về kháng cự đi, tại vì mấy cái này là khá là những cái quan trọng đấy. Lại đi trở lại cũng được, cho anh em hiểu thật sâu, cho người mới hiểu luôn. Điều quan trọng phải biết là anh em hiểu được đến đâu, hiểu bao nhiêu. Vậy từ đầu dậy xong rồi Đang nghĩ cảm là thấy anh ra nghĩ là nhiều có anh em gì vẫn chưa chưa hiểu lắm đâu, chắc là chỉ là một 20-30 người hiểu thôi, còn là những em theo từ đầu thì hiểu thôi, do những người sau thì chắc không không hiểu tí gì về 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 cái đấy đâu. thế thì tôi đang bảo là chắc là anh em phải làm một zoom nữa nhỉ, một zoom research kèo, tôi chỉ cho bạn cái cách tìm trên Sắc Kem rồi đây. Bên này tìm đi để là cái zoom kia cho anh em người mới. Cũng được, thì bây giờ lại chia ra làm hai zoom nha, một zoom là Ừ. chuyên cho Cho anh em chuyên người chuyên mới cho những người nào chưa mà biết cái là gì hết, người không hiểu gì hết. người mới chưa biết cái gì thì sang sang một cái zoom đấy để anh em hỏi gì không biết gì thì hỏi cho đỡ ngại đúng không? Còn đây là một zoom mà Đúng chuyên cho người cũ để họ chuyên đi kiếm kèo cho rồi. anh Là anh em em mình. đi tìm kèo luôn, thực chiến luôn. Bây giờ đang giá đáy này. Đấy. Anh em sẽ lên cái Sắc Kem để video thực Tìm được hành kèo luôn. xong rồi sẽ chia lại chia sẻ lại vào trong nhóm. Đấy, coi như là Đúng, hỗ trợ chúng chia ta. sẻ lên kèo luôn, anh em cùng vui luôn, thực hành luôn, mỗi người vào 50 đô đấy, xong rồi theo dõi đường giá chạy Lý nhà thuyết đao chưa hiểu. hợp lý không đấy. Ok đấy, thì bây giờ có anh em là nhất trí là những anh em người mới vẫn chưa hiểu cái gì về hỗ trợ kháng cự, nói chung là không hiểu bất kỳ cái gì hết, thì mình với cả Thắng sẽ quyết định lập làm hai nhóm. À quên, hai Zoom nhầm, là một mai là có một Zoom người mới đấy, cả anh em không biết gì hết, và một Zoom là cho anh em biết rồi và là sẽ vào cái Zoom đấy để tìm kèo đấy. Còn anh em là trường người mới mà chưa hiểu gì thì ấn số 2 nhá, phím 2 nhá, anh em người cũ mà hiểu hết rồi thì ấn phím 1 nhá, ấn số 1 mới giúp mình nhá, để mình lấy lại danh sách, còn ngày mai còn thông báo cho anh mấy anh em người mới nữa. Zoom 1 là người mới hay cũ? Zoom 1 là người cũ. Ok. Anh em người mới cứ mạnh dạn đấy nhá, cứ ấn số lên nhá, để ngày Đây, mai mình còn toàn số 2 lên hết danh rồi này. sách, mình còn gửi cho các bạn vào nhóm để dạy lại từ đầu, tất cả mọi thứ từ đầu hết. Đây là quyền lợi của anh em nhá. Anh Không hiểu em, gì thì số anh nhớ 2 khác nhá. như là mới này nhỉ.
Nhưng anh hiểu hết về hỗ trợ kháng cự chưa? Gần gần đấy. Và nếu mà anh muốn học lại thì anh sẽ sang cái Zoom người mới, có anh thích sang Zoom nào thì sang. Còn mà anh thấy học Nếu được mà rồi, anh không cảm thấy không ấy nữa thì anh sẽ sang cái Zoom tìm kèo cùng anh em. Đấy, em cái hiểu ít tìm thì kèo như em nào học lại thì được không anh nhỉ? nhất hết rồi. Anh em Muốn học người lại mới chưa biết cái gì thì cứ mạnh dạn anh nhá, cứ ấn phím 2 lên nhá. Ok, thế thì cây sao phím 2. Anh em người cũ hiểu hết rồi mà muốn tìm kèo mà chiến luôn thì là sẽ ấn phím 1. Còn anh em chưa hiểu bất kỳ cái gì hết, bây giờ muốn học lại từ đầu tất cả mọi thứ luôn thì ấn phím 2. Hưng dạy cho Hưng dạy từ đầu về phân tích kỹ thuật đi. Đúng rồi, còn là anh em hiểu hết rồi không muốn học lại từ đầu nữa thì sẽ sang nhóm người cũ tìm kèo chiến luôn. Vâng, nếu anh chưa thạo cái đấy mà anh vẫn chưa muốn tìm kèo thì anh sang học tìm nhóm 2. Thì ngày mai mình sẽ mở một Zoom riêng, Hưng sẽ dùng Ừ. mở 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 một Zoom riêng. Cũng cái giờ này hai Thế Zoom cái đấy rõ nhóm ràng. một thì mình chỉ chuyên kèo mới mới không luyện lại những cái phần Ông anh muốn luyện thì anh lại sang Zoom 2, tức là ngày mai sẽ có hai nhóm, hai link Zoom anh. Một Zoom là cho những anh em người mới dạy lại từ đầu, một Zoom là dành cho những anh em muốn tìm kèo đã hiểu hết rồi, ok. đã học qua coi như học 1 tháng rưỡi là đã mình biết hết tất cả mọi về NC hỗ trợ kháng cự Một tháng trên rưỡi live rồi rồi, anh. sử dụng các công cụ thì sang bên nhóm 1 của ông cũ anh thì sẽ cùng Thắng tìm kèo luôn. Đấy, và cái cách tìm kèo như nào em cũng nói với cả Thắng rồi thì Thắng chỉ lại cho mọi người. Ừ, cái tìm kèo ở trên sắc cái video đấy. Đó là check on chan bọn nó ví bọn là nó còn hold nhiều không? Đấy, mình biết. Đấy, mai là mấy anh em cũ mà muốn đi chơi kèo thì sẽ sang bên nhóm bên kia tìm kèo rồi lên kèo cho cả group vào. Đấy, anh em cứ ghi đi, xong rồi ngày mai mình zoom nào là số 1, zoom nào là số 2 thì mình sẽ ghi rõ, xong rồi anh em tự tự join. Đấy, đấy ngày mai là anh em sẽ tự chọn. Anh em có nhu cầu như nào, muốn tìm kèo chiến luôn, tức là tự tin là về cái kỹ năng mình cũng hiểu sơ sơ rồi, bây giờ mình muốn thực chiến để mình nâng cấp level thì mình sẽ vào cái nhóm số 1. Còn anh em là vẫn chưa đủ tự tin, vẫn chưa hiểu hết về tâm lý, muốn học lại từ đầu học tiếp thì sẽ sang nhóm thứ 2. Cái ngày mai thì sẽ còn số thứ tự, số 1 và số 2. Nói chung là sẽ ghi rõ là zoom số 1 cho người cũ và zoom số 2 cho người mới. Đấy. Được, được luôn em. Người cũ nhưng mà còn lơ mơ quá vào nhóm hai để học để Được. định thôi. Học Được lại về phân em, tích kỹ được thuật. em. Bây giờ là chia ra là để dạy cho nó cho nó nhanh. Thực ra thì cả hai bắt đầu cùng một lúc mà em vào làm sao được cả hai. Cái phần của anh ấy thì là sẽ quay lại được, tức là sẽ quay lại. Còn đâu phần của Hưng thì chắc là sẽ không quay lại đúng không? Có quay lại không? Không, quay lại làm gì nữa, bây giờ tất cả có trên YouTube rồi. Bây giờ đang dạy lại từ đầu mà. Tức là bây giờ là chúng ta sẽ chỉ còn tầm khoảng hơn một tháng nữa và 1 tháng rưỡi nữa là sẽ hết khóa này, nên là mình với Hưng là đang cấp tốc để cho anh em người cũ và để cho anh em người mới là tiếp thu nhanh hơn, mình sẽ chia ra. Đấy, Hưng dạy bắt đầu từ đầu, anh em người cũ muốn hỏi cái gì thì hỏi hỏi Hưng, còn do là mình người mới là mình sẽ bắt đầu là cứ là phân tích thị trường hàng ngày. Anh em người mới cũ có thể xem lại cái này vào tầm khoảng YouTube được mà, đúng không? Hưng xử lý nó nhá, để tớ cho con bé nó lấy nhá. Anh em đã hiểu chưa? Tức là bây giờ ví dụ như anh em người cũ đúng không? Và mà cảm thấy là cái kỹ năng, cái kiến thức của mình vẫn chưa đủ. Anh em sang nhóm 2 học. Nhóm 2 học xong rồi anh em cảm thấy kỹ năng anh em đủ rồi. Thì anh em lại sang bên nhóm 1 đi tìm kèo với Thắng. Sau đó lên kèo côn cho group. Hoặc là đấy gửi về trên nhóm. Để mình vào mình check cho. Xong rồi anh em cùng đu luôn. Mà ở cái nhóm số 1 kia là sẽ phải thực hành đấy mọi người nhá.
anh em phải lên, ví dụ như anh em ưng con PRP này. Có chứ em. Thì học lại từ đầu, hỗ trợ kháng cự, lý thuyết cung cầu, lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott, chỉ số ADX, Bollinger Band điểm đảo chiều là ở bao nhiêu, Fibonacci điểm 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 đảo chiều nó như nào. Có để này, để em ghi, để anh ghi lại luôn, anh ghi lại cho mọi người. Thứ chủ nhật này là dạy trực tiếp những gì em? Thì vẫn là dạy lại mấy cái đấy thôi. Là dạy trực tiếp những cái đấy đúng không? Thứ bảy chủ nhật. Vâng. À, Thì chủ học nhật. trực tiếp đúng không, là cái là em chỉ tay thì nó nhanh hơn thôi. Vâng. Thì vẫn là học mấy cái đấy thôi. Còn Các là về bạn là sau thì mà các cái công cụ cao hơn thì bây giờ anh em phải quen quen với cái công cụ ở đây. Tập làm quen với cái cách mà nắm bắt xu hướng này. Đấy, vì sao con pơ em không bảo anh em bắt từ hôm trước mà hôm nay anh em mình bắt phát ăn luôn. Đấy, mình làm rõ xu hướng, mình biết được khi nào nó băng đấy. Đúng rồi, bây giờ thì bắt. Thì lúc là sẽ học thêm một cái công cụ để nắm rõ về các cái xu hướng như là ADX. ADX thì ở trong lớp mình cũng biết rồi, thấy ADX cũng dễ mà. Anh em cảm thấy cái công cụ ADX là thế nào? Nhiều anh em rồi, chơi nắm bắt xu hướng thì dùng con đấy với trendline là thích. Dùng lý thuyết tương quan để kết hợp cái các công cụ này với nhau ấy. Còn ADX đấy là nó chuyên dùng cho xác định gọi là sức mạnh của xu hướng, thì mình sẽ dùng cái đấy mình kết hợp với trendline. Con nào nó nghiêng về hỗ trợ thì ví dụ như hỗ trợ tĩnh, chắc mọi người cũng nghe hỗ trợ thì chắc cũng biết về hỗ trợ tĩnh và hỗ trợ động rồi chứ. Đúng rồi mẹ à. ADX dùng app thì cứ chơi đến đây, đến đêm, đến tuần để nhìn nó băng thích lắm. Bôn là nó thuộc về là cũng chợ động bôn mà bôn với cả mấy đường EMA với cả đường MA, SMA cả Ichimoku mấy công cụ nữa quên nữa thì nó là những cái đường hỗ trợ động, nó không hỗ trợ ngang đâu. Có các cái đường dây nhỏ chạy, có hai loại hỗ trợ cho mọi người, hỗ trợ động với hỗ trợ tĩnh. Cự với cả đúng rồi. Đấy nhưng mấy cái đấy là nó là hô kháng cự với hỗ trợ tĩnh thì nó hình thành tại các cái vùng giá cố định. Cái đấy nó không phải là như cái hỗ trợ tĩnh là đứng yên đấy, là cái thanh ngang đứng yên đấy. Em nhầm. Còn cái hỗ trợ động là nó tức là cái giá nó di chuyển liên tục, nó không đứng yên tại một chỗ, nó cứ đánh dấu từ đi lên đi xuống. Em có hay dùng cái Ichimoku với cả EMA không? Với cả MACD ấy. Đấy thì để ý nó có mấy cái dây đấy thì nó hỗ trợ động, nó di chuyển rồi. Còn những cái thanh ngang kéo cái
đỉnh đáy ấy, cái đấy là có sự tỉnh cùng giá đỉnh và đáy cũ. Ừ, em là mỗi hoạt động nó thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo thời gian và giá thị trường ấy. Thì cái EMA mà cái EMA là... Đây, ví dụ như này, nhưng còn nếu cái bài lúc trước bọn anh nói về sử dụng cái đường MV hay đường EV không? Đây. Chính là người ta giao dịch ở trong, ở giữa cái khoảng của hai cái đường trung bình này. Đường trung bình động này. Anh em có ai nhớ cái bài về EV đấy không? Em cứ bật mic lên chia sẻ đi. Ờ đúng rồi. Anh đánh hát 4 hay dùng 34 và 89. Còn đánh khung nhỏ hơn thì dùng 17 và 13. Đây này. Mọi người có nhớ cái đặc tính của cái cách mà trader hay giao dịch của cái MA là chính là đây này. Khi nó cắt xuống đúng không? Hai đường này nở ra, cái đường trục 34 này bắt đầu đi xuống ngược và nở ra là bắt đầu đặt lệnh short đây. Con dây cắt xuống. Đây, tức là giao dịch ở trong cái không gian này này. Không phải giao dịch ở bên ngoài này. Còn chúng ta giao dịch ở đây. Đấy, short xuống đây. Khi nào mà thấy cái này nó rẽ, khi nào mà thấy cái đường 34 này bắt đầu rẽ ngang cái là bắt đầu đóng lệnh. Đấy, bắt đầu đóng lệnh. Còn khi mà bắt đầu long lên thì nó không hay long ở đâu. Thì đây chính cái chỗ này. Bắt đầu ở cái đoạn đường MA 34 thì bắt đầu cắt đi lên. Đấy, bắt đầu có tín hiệu, nó bắt đầu long lên. Đây nhân đây đoạn này đi. Đây đúng không ạ? Khi mà đường EMA cắt qua đường EMA 89 ở đoạn giá 56.000 này bắt đầu đi xuống rồi, thì trader lúc ấy là sẽ short ở cái không gian này. Chỗ này đi xuống. Vì ngay sau khi cắt xong ấy, sau khi cắt xong nó không phải rõ như này đâu mọi người nhé. Chúng ta đây là đang xem về quá khứ thôi. Lúc này là nó chỉ là hai cái thanh bắt đầu đi xuống rồi. Chứ nó chỉ có mỗi hai cái đầu nhọn nó thòi ra ngoài. Đấy, nó đuổi là trader xác nhận là tín hiệu là đường MA 34 đã cắt qua đường MA 89, nó bắt đầu đây, bắt đầu sọt này, sọt cái khu vực này. Thì khi mà chúng ta check lại cái hỗ trợ kháng cự
Thì đoạn này nó là một cái ối trợ vỡ đoạn này. Đúng không ạ? Thì chuyển qua cái lý thuyết cung cầu đấy thì hỗ trợ kháng cự đúng không ạ? Đây vỡ đoạn này là giá bị phá đúng không ạ? Đây. H1, H1 12 dùng 7, 13. Rồi H1 trở xuống là mình dùng 7, 13 này. Giá sẽ bám theo cái đường 7 đi lên. Khi nào mà phải giá phá vỡ cái đường 7 đấy thì là đảo chiều. Đúng không ạ? Đây, trader bắt đầu vào lệnh ở đây nha. Còn chốt ở đâu ạ? Thì cái đoạn này lúc này là hai đường MA bắt đầu cắm thẳng xuống ạ. Khi mà nó xuất hiện đường MA rẽ ngang nó bắt đầu chốt. Chính là đoạn này. Còn nó đang đi thẳng xuống, nó rẽ ngang sang, nó bắt đầu chốt. Còn mà trader bắt đầu giao dịch khi nào? Đoạn này vẫn chưa phải, mọi người nhá, vẫn chưa chưa có tín hiệu xác nhận là giá đi lên nhá. Nó chưa hề thì cái đường MA này chưa hề cắt qua cái đường này và đi xuống đâu. Đây chỉ là hơi đi lên một tí đoạn rồi, fake thôi. Đây nó phải nhìn rõ ràng như này. Nó bắt đầu cho một tín hiệu đúng không? Cho một tín hiệu tăng. Là chính là đoạn này bắt đầu đi lên. Khi mà nó bắt đầu nó đi ra là đi cái đường MA, đã từ nó cắt qua cái đường MA 89. Nó bắt đầu vào lệnh. Đây, đoạn này rõ ràng hơn. Đây nhá. Đúng không? Cách này rõ ràng hơn. Đây, đường bắt đầu vào lệnh đoạn này. Khi xác định là đường 34 nó dài hẳn lên trên này, nó tức nó đi cắt qua đây nó dài hẳn lên trên này rồi, rồi cái đường nó bắt đầu cắt hẳn dưới này rồi, dài hẳn như thế này rồi. Là trader bắt đầu vào lệnh ở đây. Rõ đây nhé, một đường đi lên này, một đường đi xuống đây như thế này, nó bắt đầu rõ ràng rồi, bắt đầu vào lệnh. Có thể đoạn này mua giá nó hơi cao nhưng không sao cả, bắt đầu vào lệnh. Thì chốt tín hiệu ở đâu ạ? Chốt tín hiệu ở đâu ạ? Đây ạ, chính là cái đoạn mà bắt đầu cắt xuống đấy, đoạn bắt đầu cho một tín hiệu đường MA 34 cắt xuống. Cắt xuống như thế nào, cắt sang như thế nào, tức là nó thừa ra, nhìn thấy rõ ràng là đã có hai cái thanh này nó thòi ra ngoài rồi, là bắt đầu chúng ta chốt lời. Thì như lúc trước chắc mọi người học về cái hỗ trợ kháng cự cũng đã nói rồi đúng không ạ, kết hợp với cái tình huống này hỗ trợ kháng cự là giá sau khi phá vỡ cái hỗ trợ đấy thì nó sẽ lập tức nó quay đầu nó test lại cái hỗ trợ ấy thêm lần nữa đúng không ạ. Thì ở cái đoạn này, ở cái đoạn này giá sau khi rơi xuống bắt đầu test đi lên, test đi lên đúng không? À, nhưng mà lực mua nó vẫn không đủ vì đoạn này đã là xu hướng chuyển sang xu hướng giảm rồi. Với việc nếu mà muốn nó lên nữa thì cái đoạn này nó phải dưới đây thôi, lên để nó bằng cái đỉnh này đúng không? Đây tính như đây muốn phóng lên đây rồi, nó xuống đây đi. Đó, thì đấy thì là xu hướng uptrend, nhưng mà không, đoạn này đây nó rơi hẳn về key level luôn, của trung dài hạn đó luôn. Thì cái hôm em nói về hỗ trợ kháng cự thì sao nhỉ, mọi người nhớ không, rơi về key level thì làm sao nhỉ? Rơi về key level thì làm sao mọi người? Anh chị em người cũ hiểu bài này rồi thì có thể nhắc cho anh chị em người mới một chút. Thì xác suất cao thì nó cho ta thấy là lực mua không đủ. Đúng không? Ở đoạn này ấy, cho ta thấy là lực mua là không đủ. Càng đi xuống dưới này toàn là, bởi vì nếu như mà lực mua nó đủ mạnh ấy, thì ở đoạn này giá nó ra một cái hỗ trợ rất là tốt rồi đúng không? Là ở đoạn, tức là ví dụ như ở đoạn này từ cái vùng 44.555 đến
ví dụ 47.082 này đúng không ạ, có khoảng 500 người, 500 người mua đúng không ạ, với số lượng lớn bé khác nhau. Nếu như cái lực xả này nó vừa đủ cho 500 người mua này thì giá làm sao ạ? Nếu cái lực bán nó vừa đủ cho 500 người mua ấy, thì giá làm sao ạ? Đúng rồi, giá đứng yên đúng không ạ? Giá sẵn, tức là nó chỉ đến đấy là nó dừng, sau đó sideways. Nếu như bây giờ giá mà nó lại, tức là chỉ cái lượng Bitcoin nó xả ra mà lại chỉ đủ cho khoảng 200 người mua, thì lúc ấy là của anh lắc hay của anh lắc hay trực hình của anh, với anh lắc của em đâu không, không thấy màn hình nữa. Anh chỉ thấy màn hình chính của em, không thấy màn hình em đang dạy đó là mấy lần về lại. Anh em có gì cứ bật mic lên trao đổi nhé, không phải ngại nhé. Cũng sắp hết giờ rồi, giờ trao đổi rồi. Đúng rồi, như bây giờ Bitcoin nó đủ cái lượng bán, nó đủ cho 500 người mua thì giá thì đương nhiên mà sideways đúng không? Không đủ được, nhưng mà giá cái lượng xả Bitcoin đấy chỉ là 300 người mua là mua hết rồi. Thì bây giờ 200 cái ông yêu không mua được thì lúc ấy giá Bitcoin làm sao? Đúng rồi, tăng đúng không ạ? Lúc ấy cạnh tranh nhau mà đẩy giá nhau lên, mà thậm chí là mỗi ông chia đều nhau ra mà nắm giữ thôi. Đúng không? Đấy, thế là mọi người đã hiểu về cái hỗ trợ và kháng cự chưa? Thì tức là ở cái thời điểm mà Bitcoin nó về đây là đủ 500 người đúng không ạ? Nhưng nếu Bitcoin nó về rơi về đây thì đủ 300 người mà nó mua hết rồi thì giá nó sẽ tăng được lên cao hơn đúng không ạ? Bởi vì 200 ông kia nó sẽ cạnh tranh nhau thì nó giá đẩy lên vượt qua cái đỉnh cũ này đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là từ ở đây để, tức là sao? Đoạn này là bán ra quá nhiều hàng, thế là số cái lượng cung có đủ 500 ông kia thảm lại yêu cầu họ lấy là giá làm sao rồi. Giá đương nhiên sideways, nhưng mà ở cái đoạn này rút, khi mà nó rút chân này thì giá nó lại sao mọi người nhỉ, lại chỉ có đủ 400 đến 450 người mua, thì nó tạo thành hiện tượng gì là tượng rút chân, hiện tượng rút chân đấy. Thì ở trong cái quá trình rút chân này thì chỉ có 100 ông kia mua thôi, các bạn chỉ có 100 ông còn lại kia gọi là cạnh tranh, cho nên là nó tạo ra cái lúc mua nó chỉ lên được từng ngày thôi. Mọi người đã hiểu ra vấn đề chưa? Bản thân của cái đặc tính của nó chưa? Tựa trong cái cộng đồng này chỉ có 500 người thôi. Anh em đã hiểu cái đặc tính của nó chưa? Tức là khi mà nó rơi về đây này, tức là cái lượng bán nó nhiều quá, cái lượng mà mấy anh em khi mua nó không đủ tiền thì giá nó đẩy cao được nữa. Bởi vì sao cái gọi là vật kiếm thì quý thì giá nó mới tăng nhanh được. Nhưng bây giờ ở trên đấy lượng bán nó đầy ra đấy ra chợ anh em. Như mùa dịch đấy ra chợ mua có rau 20-30 nghìn ít hiếm, nhưng mà đấy bây giờ ra này có 10 nghìn nói luôn. Thì ở cái đoạn này ở phía trên này người ta nó bán lại ít mà người mua lại nhiều như thế thì đương nhiên là được mua giá nó sẽ đẩy cái giá lên vượt qua cái đỉnh cũ, nhưng mà khi nó về đây được bán nó quá mạnh, bây giờ cái lượng mua nó vẫn chỉ có thế. Nhưng bây giờ lục 500 nó lại bán hẳn 600 phần, bây giờ 100 kia đi đâu, giờ ai mua, đúng không ạ? Anh em đã hiểu rồi. Chắc anh em mệt rồi, không muộn rồi, 11 giờ rồi, mai mình mệt quá.